tỉnh nhưng mà là dạng tỉnh cũ. Sau này chơi chơi tỉnh thôi, chơi nhiều không được. Sau này nó chơi nhiều quá tỉnh là sao cân. Nó quái sỉnh khỏe hay sao ấy, chứ nói tỉnh cũ á. Thế nghĩa là như ngày xưa là gọi là cách máu anh thề nên không bỏ được, anh chỉ thích cái một tỉnh thôi. Thôi bây giờ không biết sao rồi, ai không được có bỏ chạy chứ. Đây là cái hồ điều. Hai chồng đi về khách sạn rồi nha. Giờ buồn rồi, kêu nem rán, nem chả giò chiên với nem chua chiên. Đó, ăn cho nó đỡ buồn bà con. Đó, hai vợ chồng bây giờ đi về khách sạn ngồi ở đây, đợi ăn chả. Cái này gì anh? Cái nem chua, nem chua. Thôi nem rán. À, cái này chả giò, chả giò. Ghét là lộn xộn, không nhớ gì hết á. Ăn kêu mấy món? Hai món. Ừ. Chả giò. Chấm hằng một lần sân khấu á nè. Cái này là nem chua. Nem chua rán để Lan thử, chả giò cũng ngon lắm bà con. Nên nướng. Ăn cái rau cũng ngon không? Thử ra. Ngon cho anh được á. Chả giò. Chưa bận nhìn nam, nem chiên hả? Ừ. Nem rán, nem rán, vừa nói nem chiên. Đúng rồi hả? Nem rán, còn nhìn nem chua. Cái này là chả giò chiên, là nem rán. Ở đây toàn bộ mưa phùn gì đâu, không rồi đâu có đi đâu được đâu. Mưa buồn bà con ơi, thôi Lan xin tạm ngưng nha. Chào bà con, hẹn lại clip sau. Tối nay đặc biệt là được đi ăn lẩu cá tầm nha. Ở tour dắt đi ăn.